Chiều qua 4 tháng 7, Công an huyện Chợ Mới cho biết đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền liên quan 17 đối tượng phát hiện bắt giữ tại một nhà dân thuộc khu vực tổ 16 ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Theo thông tin từ cơ quan điều tra khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2022, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà dân thuộc khu vực tổ 16 ấp An Thuận xã Qua Bình, có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền gây mất an ninh trật tự nên lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện chợ mới phối hợp công an xã Qua Bình nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để giải bắt. Phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn, 17 đối tượng trong đó có 8 đối tượng nữ đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một chén sành, một hộp nhựa, ba hộp xí ngầu, 5 triệu 950 ngàn đồng trên chiếu bạc và nhiều tan vật liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ gần 43 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do đối tượng Lê Ngọc Duy, sinh năm 1982, cư trú ấp An Thuận, xã Quà Bình, huyện Chợ Mới, đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu. Hiện vụ việc đang được Công an quyền cho mới tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.